Một thưa quý vị, trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 tại Việt Nam, hiện đã xuất hiện nhiều điểm bị phong tỏa, giãn cách để phục vụ công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Trước quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập trong khoảng thời gian cách ly quy định, tâm lý chung của người dân là chấp hành. Và có lẽ thì cũng không ai muốn sẽ vào bên trong các địa điểm bị phong tỏa. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. À, tuy nhiên thì tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ việc rất là hy hữu. Có 5 người ở xã Phong An đã băng ruộng đi vào khu vực của xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, nơi đang bị phong tỏa vì Covid-19 để đánh ghen thưa quý vị. Trước đó vào dạng sáng ngày 13 tháng 5, chị S, 29 tuổi, chú tại xã Phong Hiền, nơi đang bị phong tỏa do có dịch COVID-19, gọi điện cho ông Hoàng Ngọc A, chú tại xã Phong An và nói ông này đưa thuốc hạ sốt đến cho chị S. Ông A trốn các chốt kiểm soát để đi đến nhà chị S và ở lại với chị này. Sau đó có 5 người xưng là người nhà vợ của ông A đến gặp chốt kiểm dịch ở xã Phong Hiền để xin vào xã tìm ông A. Tuy nhiên lực lượng chức năng không cho nhóm người trên vào vì xã này đang phong tỏa do COVID-19. Cả nhóm trên bỏ đi khỏi chốt và băng đường ruộng vào thôn, tìm đến nhà chị S đánh ghen, gây rối. Lúc này ông A đã bỏ trốn chạy về nhà ở xã Phong An và người nhà chị S đã gọi điện báo công an. Vâng và một kết cục hết sức chớ trêu đó là toàn bộ những người liên quan thì đã được đưa về trạm y tế xã để tạm giữ và được đưa đi cách ly tập trung có trả phí. Trong đó thì có ông A và 5 người gia đình vợ đi đánh ghen ba trẻ nhỏ là con của những người này thì cũng đã phải đi theo vì không có ai chăm sóc cả. Vâng, thật là đáng tiếc đúng không ạ? Ủy ừ. ban nhân dân xã Phong Hiền cũng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 đối với nhóm người nói trên.